danh ca Thanh Tuyền bị cấm diễn ở Việt Nam. Giới hâm mộ mua vé show diễn của ca sĩ Thanh Tuyền cho biết họ nhận được tin báo show diễn bị hủy, phương thức hoàn tiền vé cũng được nhắn tới. Chương trình biểu diễn được quảng cáo khiêm tốn trước đó có tên live show dấu chân kỷ niệm của danh ca Thanh Tuyền, vốn dự kiến diễn ra ngày 22 tháng 10 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, đã bị hủy và dời chót. Không có một tờ báo nào đưa tin về chuyện này. Phía các nhạc công tham gia chương trình nói họ cũng bị bất ngờ về tin show dấu chân kỷ niệm bị hủy. Nhà tổ chức cho biết họ gặp trục trặc mang tính kỹ thuật, nhưng nhiều người nói họ hiểu, theo cái kiểu mà nhà cầm quyền vẫn thường ứng xử với giới ca sĩ hải ngoại. Theo nguồn tin từ phía giới tổ chức show ở Đà Lạt, chuyện trục trặc là giấy phép. Điều đó không có nghĩa là ban tổ chức ở Việt Nam bạo gan vượt rào cho biểu diễn không có giấy phép, mà dường như đây là một giấy phép đã được cấp còn thời hạn, nhưng chính quyền bắt lỗi cho rằng phải xin phép lại thì mới được biểu diễn. Không có nguyên do chính thức được giải thích cho việc hủy show này, nhưng tất cả những người đến Đà Lạt vào tuần cuối của tháng 10 để tham dự chương trình vốn được dự kiến tổ chức ở tại sân khấu Lululola Coffee ở đầu đèo Brent, đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một sân khấu có sức chứa 1.000 khán giả. Show diễn khá kín tiếng vì các trang mạng xã hội của người hâm mộ ca sĩ Thanh Tuyền cũng không có tin tức về chương trình này. Và ngay cả khi chương trình bị hủy, mọi thứ cũng trong sự im lặng. Đây không phải lần đầu tiên những show diễn của ca sĩ Thanh Tuyền bị hủy ở Việt Nam, mặc dù mỗi lần như vậy đều coi những lý do được đưa ra. Năm 2016, chương trình live show tại ngay Sài Gòn vào ngày 15 tháng 12 với 25 ca khúc đã được trình duyệt cho Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố. Nhưng rồi đến sát ngày, ca sĩ Thanh Tuyền tuyên bố dừng đột ngột với lý do sức khỏe không đảm bảo. Nhiều người ngạc nhiên vì trước đó, chương trình biểu diễn tại Đà Nẵng ngày 11 tháng 12 cho thấy bà đã hát rất sung sức trước khán giả. Nhắn tin nhờ qua mạng xã hội, lúc đó bà Thanh Tuyền giải thích việc phải ngừng show ngay sát ngày diễn ra chương trình làm tôi thấy rất buồn. Vì không ngờ giờ chót tôi bị bệnh, đuối sức, không thể tiếp tục biểu diễn, sức khỏe không bảo đảm, khiến tôi thấy không an toàn để biểu diễn. Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khán giả, vì tôi không thể hát trọn vẹn, mang đến những tiết mục tròn trịa. Tôi và ban tổ chức thống nhất sẽ rời sang một ngày khác. Sài Gòn được coi là cấm địa của những ca sĩ hải ngoại đã thành danh trước năm 75. Gần như không ai có thể tổ chức được show diễn riêng của mình như Chế Linh, Khánh Ly, Thanh Tuyền. Năm 2010, ca sĩ Thanh Tuyền nằm trong nhóm 6 nghệ sĩ Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Quang Minh, Hồng Đào, Gia Huy, Mạnh Đình bị cấm về Việt Nam biểu diễn vì đã tham gia một chương trình của Trung tâm Asia mà nội dung được cho là bôi xấu chính quyền Việt Nam. Danh ca Thanh Tuyền nói về nghi vấn tình cảm với Chế Linh. Trong chương trình The Jimmy Show, danh ca Thanh Tuyền đã có những chia sẻ về chặng đường sự nghiệp của bà, đặc biệt là sự kết hợp với ca sĩ Chế Linh tạo nên dấu ấn đặc biệt với cả hai. Ngoài ra, bà cũng chia sẻ về cuộc đời của mình và nhắc đến con dâu là nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền. Danh ca Thanh Tuyền cho biết bà đi hát được hơn 55 năm và là người đầu tiên khám phá ra tài năng âm nhạc của mình là nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Ông cũng là người đưa Thanh Tuyền từ Đà Lạt về Sài Gòn để nhạc sĩ Mạnh Phát dạy dỗ. Thời điểm tôi về Sài Gòn chỉ mới 17 tuổi, quá nhỏ nhưng may mắn khi được sự dạy dỗ của một lúc hai ông thầy. Thời điểm đó, những gì hay trong nghề tôi đều được truyền lại hết từ nhạc lý dạy đàn. Bài hát đầu tiên tôi thâu đĩa là Dấu chân kỷ niệm, tới bây giờ nhiều người vẫn giữ đĩa đó. Tôi đi hát mà nhiều người cho xem đĩa, bìa ở ngoài bị chuột cắn rách hết mà tìm tôi vẫn trao lại cho tôi. Điều đó khiến tôi cảm động, tới bây giờ tôi còn đi hát là đã quá đủ. Tôi bây giờ thích hát thì hát, cảm thấy rung động thì hát, chứ không cần phải bon gian, tôi không còn quan trọng điều đó, bà chia sẻ. Thanh Tuyền kể, thời trẻ mình hát rất khỏe, trong một đêm có thể chạy đến 6 phòng trà, đến mức không có thời gian để nói chuyện với ai. Thời điểm đó, sau ca khúc Nỗi buồn hoa phượng đưa tên tuổi bà đến khán giả và nhiều người yêu mến, nhiều hãng đĩa kiếm được rất nhiều tiền nhờ tiếng hát của bà. Nhắc đến cặp song ca Chế Linh, Thanh Tuyền, nữ danh ca cho biết cơ duyên là nhờ nhạc sĩ Trần Văn Đông. Khi bà được hai nhạc sĩ dìu dắt và có quyền lực trong giới âm nhạc nên nhanh chóng lăng xê cho bà. Nữ danh ca nhớ lại, tôi nổi lẹ lắm, chỉ có 3 tháng sau là tôi nổi rồi. Từ một người vô danh không ai biết, lúc nổi tiếng rồi tôi còn không biết vẽ con mắt làm sao, đánh phấn thế nào. Trong hồi ký của Nguyễn Văn Đông, chú ấy còn viết tôi đi hát mà chú phải vẽ son cho tôi. Chế Linh cũng là một giọng hát đặc biệt nên chú Đông mới nói kết hợp với Thanh Tuyền, Chế Linh. Bản đầu tiên là Hái trột hoa rừng, hát chung mà không ngờ bài đó ra ai cũng thích. Bán đĩa nhiều vô cùng, giống như một hiện tượng. Rồi những bản như Con đường xưa em đi, Giọt lệ đài trang, Phút cuối, Tình bơ vơ. Bài hát nào trúng bài đó, nên nó trở thành dấu ấn mà đến giờ không thay đổi được. Sau Chế Linh, nữ danh ca sinh năm 49 cho biết, mình cũng có song ca với Duy Khánh, Nhật Trường, nhưng vẫn ấn tượng nhất với giọng ca Hồn Tượng Đá. Bởi vì cả hai đã hát nhạc tình nhiều.
Khi được hỏi rằng có bao giờ say mê khi hát chung mà có tình cảm thật hay không, Thanh Tuyền chia sẻ khi hát đặt hồn mình vào bài hát. Xem ca sĩ hát chung như người yêu, nhưng ra khỏi bài hát và trở lại mối quan hệ đồng nghiệp. Khi tôi diễn với Chế Linh hay Duy Khánh trên sân khấu, tôi hát và nghĩ đó là người yêu của mình. Người cùng tôi truyền đạt bài hát phải có hồn, nên nhiều người cứ nghĩ là có tình cảm. Vì khi hát là tôi chết trong bài hát, nhưng xong bài hát rồi ra khỏi thì không có tình cảm gì nữa. Chúng tôi chỉ có tình cảm đồng nghiệp, anh em, chứ tôi dứt khoát không có người yêu nghệ sĩ, bà bày tỏ. Giọng ca Biển Tình thừa nhận bản thân bà bị bệnh chỉ làm vì mình thích. Nếu người làm việc với mình khiến bà cảm thấy không thích, không thoải mái, bà sẽ không hát. Tuổi trẻ tôi không dám nói, nhưng bây giờ thì tôi thấy mình có đủ quyền nói vì mình đã lớn rồi. Mình phải làm gì mà thấy phải có trước có sau, có tình có nghĩa, làm gì thấy đúng, đừng vì vật chất quá. Tôi chỉ làm những cái để mình không phải cắn rứt lương tâm là được, nữ danh ca gốc Đà Lạt chia sẻ. Nữ nghệ sĩ tâm sự bản thân bà bây giờ không mong cầu điều gì, mà đều để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Bà thẳng thắn nói rằng mình sống không tính toán, sống nhân hậu, vì theo bà nếu sống cứ chạy theo lợi ích thì cuối cùng cũng không còn gì. Thanh Tuyền còn cho rằng mọi thứ đến với mình vì duyên và các con cháu bà theo nghệ thuật giống như được di truyền từ trong máu. Từ con gái là Sheila cũng theo đuổi nghề hát, sau đó là con dâu Ngọc Huyền. Nói về nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền, giọng ca nổi tiếng hải ngoại bày tỏ. Ngọc Huyền phải nói là rất đam mê. Tôi tưởng mình đam mê nhiều mà nó còn đam mê hơn tôi. Ngọc Huyền là sống chết trong nghề, mà những năm vừa qua chắc 5 tuổi nên có nhiều cái không vui. Mà khi góp mặt trong chương trình live show Thanh Tuyền, một đời cho âm nhạc của tôi, Ngọc Huyền vui vẻ lắm. Tôi có nói với con rằng đất nước Việt Nam mình giọng cổ là đặc trưng, đặc thù của dân tộc, nên mẹ muốn con làm màn ca cổ. Thật hay cho mẹ. Tôi và Ngọc Huyền cũng đầu tư cái màn của Ngọc Huyền dữ lắm. Ngoài ra, khi nói đến cháu nội mình là bé Hà Tiên, con gái đầu của Ngọc Huyền, nữ danh ca cho biết cháu mình không thích hát nhưng phải học đàn, học sáng tác, múa ba lê vì theo bà. Con cháu của một gia đình nghệ sĩ phải biết về âm nhạc. Thanh Tuyền kể, ở nhà bà cho cháu đi học tiếng Việt và tập hát cho cháu. Nữ danh ca nói rằng nếu sau này bà ra đi, thì hậu duệ của mình cũng để lại cái gì đó đẹp. Mặc dù hay dở tôi không biết vì tùy theo cảm nhận của từng người, nhưng ít ra với kinh nghiệm trong nghề của mình, tôi nghĩ nó cũng không đến nỗi tệ. Bà Tiểu sử Marito, bà trùm quyền lực với học vấn khủng, lèo lái trung tâm Thúy Nga bước sang kỷ nguyên mới để phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tiếp nối cái nghề của ba má chúng tôi để lại. Ba má chúng tôi cũng là producer, cũng là nhà sản xuất âm nhạc tại Việt Nam cùng với chú Nguyễn Văn Đông, chú Ngọc Chánh, chú Phạm Mạnh Cương. Tất cả những tên tuổi của làng văn nghệ Việt Nam ngày xưa trước 45, thì những gì chúng tôi làm là chúng tôi chỉ muốn tiếp nối những gì tiền nhân, những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam trước năm 75 để lại. Và chúng tôi muốn 20 năm sau, 30 năm sau, 50 năm sau, quý vị không cần nhớ tên Tô Ngọc Thủy hay Huỳnh Thi đã làm cái gì. Quý vị chỉ nhớ là những bài hát, những gì Trung tâm Thúy Nga đã để lại cho quý vị. Đó là những gì chúng tôi muốn để lại. Đời người rất là ngắn ngủi. Hồi chiều chị vừa mới đi đám tang một người bạn, anh ấy chỉ lớn hơn anh Thi một tuổi thôi. Chúng ta đi chết chúng ta cũng không đem được gì, nhưng Thúy Nga để lại là cái di sản văn hóa của miền Nam cho tất cả mọi người. Quý vị phải nhớ cái đó, đó mới là niềm tự hào của người Việt Nam chúng ta tại hải ngoại. Lời chia sẻ của Marito trong chương trình livestream trên YouTube của Trung tâm Thúy Nga ngày 5 tháng 4 năm 2018. Tô Ngọc Thủy sinh năm 1964, cha cô là Tô Văn Lai, khi ấy đang là giáo viên tại trường nữ sinh Lê Ngọc Hân tại Mỹ Tho. Mẹ cô là bà Nguyễn Thị Thúy, sau này được biết đến là bà Thúy Nga. Cô trải qua bậc tiểu học tại Việt Nam, tới năm 11 tuổi thì xảy ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Năm 12 tuổi, gia đình cô được bảo lãnh sang Paris, nhờ vào việc mẹ cô có quốc tịch Pháp và bắt đầu sống tại đó. Cô đậu tú tài 2, học về ngành tiếp thị, marketing. Đồng thời cô cũng từng phụ giúp gia đình kiếm tiền bằng nghề đổ xăng. Bản thân cô cũng có một sự quan tâm và niềm đam mê đặc biệt về nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, nên khi cha mẹ thành lập Trung tâm Thúy Nga và sau khoảng hơn 10 chương trình Paris by Night được thu hình và phát hành, cô cũng tham gia tìm hiểu, nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam và nước ngoài và sau này được cha trao quyền điều hành trung tâm sau khi bản thân ông đã chủ trì sản xuất được ít nhất khoảng 20 đến 30 chương trình PBN. Sau khi con gái trở thành giám đốc sản xuất chính thức của các chương trình PBN, ông Tô Văn Lai lặng lẽ trở thành người đóng góp ý tưởng để thực hiện các chương trình này. Ngày 11 tháng 11 năm 91, cô kết hôn với một người đàn ông gốc Huế tên Paul Huỳnh. Người này đã từng vượt biên đến Pháp năm 16 tuổi và sau đó kiếm được công việc ổn định trước khi gặp gia đình nhà họ Tô và cùng Tô Ngọc Thủy sang Mỹ định cư, mở rộng hoạt động của trung tâm vào năm 89. Hai người đã có người con trai đầu là Kevin vào năm 92 và con gái đầu vào năm 95 đặt tên là Celine Linh Thi. Hai người con kế tiếp lần lượt có tên Dustin và Natalie. Những năm sau này, Paul Huỳnh cũng trở thành đồng giám đốc sản xuất các chương trình Paris by Night với vợ mình
liên tục từ cuối thập niên 90 cho đến nay. Năm 2007, Tô Ngọc Thủy liên lạc với nhạc sĩ Thái Thịnh, khi ấy anh đã sang Mỹ định cư, yêu cầu anh sáng tác một bài nhạc mang hơi hướng quê hương. Vào thời điểm đó, anh nổi tiếng với những ca khúc nhạc trẻ, và vì Tô Ngọc Thủy đã yêu cầu bài hát mà anh sẽ phải viết là bài hát dành riêng cho Như Quỳnh, anh đã tìm hiểu và dấn thân vào dòng nhạc này, và tác phẩm Duyên Phận đã ra đời. Tuy nhiên, vì Như Quỳnh đã tạm thời rời trung tâm Thúy Nga để trở lại trung tâm Asia, nên bài hát đã được gác lại. Phải tới năm 2010, khi Như Quỳnh quay trở lại Thúy Nga, bài hát này mới được đem ra trình diễn, tạo nên một hiện tượng chưa từng có tại hải ngoại và trong nước, khi bài hát này được công chiếu trên YouTube năm 2016. Tháng 9 năm 2008, Marito thuyết minh cho phần mở đầu của chương trình Paris by Night 94, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu một cách bán chính thức của cô trong một chương trình Paris by Night. Ngày 16 tháng 10 năm 2008, Marito tổ chức tiệc sinh nhật thứ 44 của mình sớm hơn 2 ngày. Có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ xuất hiện trong các chương trình Paris by Night gần đây như Hồ Lệ Thu, Thế Sơn, Ngọc Liên, Minh Tuyết, Như Loan, Nguyệt Anh, Ngọc Anh, Dương Triệu Vũ, Hương Thủy, Bằng Kiều, Chi Di Phương Trinh, vân vân. Sự kiện này tiết lộ ngày tháng năm sinh của cô. Năm 2013, cô xuất hiện trong chương trình Paris by Night 109 để phát biểu trước khán giả về hành trình 30 năm thực hiện series các chương trình Paris by Night. Khoảng nửa sau thập niên 2010, Marito lập tài khoản Facebook và bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trên mạng xã hội. Hầu hết các nghệ sĩ cộng tác với Trung tâm Thúy Nga đều rất kính trọng Tô Ngọc Thủy vì vai trò CEO đối với Trung tâm Thúy Nga và vai trò truyền bá bảo tồn văn hóa nghệ thuật Việt Nam và phổ biến chúng tới các thế hệ người Việt sau này ở cả hải ngoại lẫn trong nước. Đồng thời, Tô Ngọc Thủy cũng là một trong những lý do khiến họ trở nên nổi tiếng tại Hoa Kỳ, nên cô được rất nhiều sự biết ơn đến từ những nghệ sĩ đã và đang cộng tác với Trung tâm Thúy Nga.